Chúng ta sẽ cùng nhau nhập cốt như là trải nghiệm tựa game mà xem như thế nào nha các bạn. Phúc lợi nha các bạn. Thì ở đây nó sẽ có phần nhập cốt luôn. 9 cái cốt cơ các bạn ơi. Các bạn cứ nhìn trên màn hình phát là ok luôn này. Cái tiếp theo ảo mộng chiêu tiên 2024 các bạn nhá. Cái thứ 3 ok này. Cái thứ 4 có một cái cốt độc quyền đấy các bạn. Xin mãi mới được đấy. Ảo mộng chiêu tiên 4.8 nha các bạn. Đấy, thêm cái cốt nữa này. Đây này, cốt này mình đi xin mãi được này, không biết là xịn sò con bò không này. Các bạn cứ nhập vào nhá. Và thêm cái gift code livestream này. Lúc 10 giờ vào xem livestream cũng hóng được thêm một code nữa cho các bạn đây. Đấy, tổng cộng là 9 cái code nha các bạn. Nào bây giờ đi nhận thư nhá. 100 cái linh trần liền. Xịn sò. Tiếp tục là 100 linh trần nữa này. Phù lục này. Tiếp tục linh trần này. Vàng khóa này. Hộp bồ quán chú này. Ấy, mảnh chân tiên này. Vàng khóa này. Ui bạch trạch 30 ngày này các bạn. Có một em tam vĩ này các bạn ơi. Thỏ ngọc 30 ngày này. Nhiều quà đấy, nhờ các bạn nhờ. Hợp lý đấy, vào nhập cốt vô vàn luôn. Dùng luôn. Trời ơi, có thời trang, có thời trang. Này hợp với những bạn nào mà là nữ hơn này. Rồi, mình có thể là tăng bậc được ông này lên này. Một này. Ủa ôi, tăng lên bậc 3 phát là tốn tận 3 cái mảnh này luôn. Rồi, ngon lành. Thế là lên bậc 3 là có kháng hôn mê, còn này tránh cộng thêm nha các bạn. Thế là trong cái trận pháp đầu tiên là mình đã có được 3 em rồi. Bây giờ còn thiếu 3 ông này nữa. Điền bất địch, ui một phẩm tím hơi khó kiếm nhở. Phẩm lạm hơi khó kiếm thôi, kiếm dần dần nha các bạn. Rồi, tiếp theo là mình cũng đã nạp vào đây 20k. Tận hưởng phần quà nhập nạp đầu tí xem nào. Dùng luôn. Ấy à, thực chiến tăng khá đấy. Xác định luôn, cứ có một trang bị mới mạnh hơn thì mình sẽ phải kế thừa từ trang bị cũ rồi. Ấy, có thêm cái kiếm mới xịn xón vào hơn nha các bạn. Chà, kiếm của môn phái tuyệt ảnh của mình đây thì cực kỳ là dài rồi. Ô, đi hoán linh thôi nhở. Hoán linh 10 lần thế nào. Ấy, ôi dồi ôi, không có một em nào mới luôn ạ. Ảo thật đấy. Thế mà đây mới là điều quan trọng nhất này. Đấy, mình là mình cần em bạch hổ này nha các bạn. Đấy, có thể là nhận được em bạch hổ này rồi. Sau khi mà mình đập đầu phát, ok la liền, trông nó ngầu lòi hắn ra các bạn nha. Nhưng mà chỉ cần 10 vàng nữa thôi là mình sẽ có thể có được cái VIP 2. Ôi, được cái nhở, hàn băng kiếm các kiểu. Ui, nạp luôn các bạn ơi. Mình cứ nạp bằng Zalo Pay thôi các bạn ạ. Nạp cho nó tiện. Ok. Xong rồi. Nhận thưởng luôn. Đấy, được con này. Kích hoạt thêm cái kiếm mới các bạn ơi. Lực chiến tăng thêm chút này. Dùng luôn khung avatar mới này. Dùng luôn khung chat mới này. Ngoại trang này. Thú cưỡi này. Xịn sò chứ các bạn ơi. Được đấy chứ. Cưỡi cái kiếm luôn. Nhưng mà mình còn con bạch hổ này. Mình có nên cưỡi con bạch hổ không nhỉ? Nhìn cái bạch hổ nó cũng ngầu các bạn ạ. Đây này, con bạch hổ này nhìn được mà. Đẹp đấy. Cưỡi con bạch hổ luôn các bạn ơi. Chất trời rơi chưa các bạn? Đẹp hơn. Mình thích con bạch hổ này hơn nha. Trục tiên sách lên level 25 là mình lại tiếp tục là tấn thăng thêm một lần nữa. Lực chiến lại tăng thêm một chút nha các bạn. Rồi, 4 cấp rồi. Lên 6 cấp là mình hoàn toàn có thể tăng lên một bậc nữa này. Rồi, mình sẽ luyện khí lên cộng 8 luôn nha. Lên cộng 8 luôn. Đó, ngon lành cành đào. Lực chiến là tăng được tận 23.000 nữa các bạn. Rồi, cộng 8 tiếp. Ui, cày thế nhở. Xịt phát xuống cộng 4 luôn ạ. Ảo thật đấy. Ui vãi nồi. Quả xịt này thốn nhở các bạn nhở. Đang ở cộng 8 mà xịt phát về cộng 4 luôn. Cày đấy. Đúng không? Tốt nhất là các bạn nên để ở cộng 7 nha. Mình thấy tỷ lệ lên cộng 8 là nó bắt đầu là hơi căng thẳng đấy. Nhưng cộng 7 thì dễ hơn. Thế thôi, cứ nâng cấp lên cộng 7 hết đã. Cho nó chắc cốp. 5 này, 6 này, 7 này. Ok, rồi. Rút kinh nghiệm rồi. Cứ để cộng 7 là ok là nha các bạn ơi. Mình cứ nhiệm vụ chính tuyến là mình phẹt thôi. Làm hết nhiệm vụ chính tuyến rồi bắt đầu lại tiếp tục đi cày cấp nha. Lúc nãy tầm level 22 là mình phải đi cày cấp đấy. Cày phát lên level 25 thì mình có thể có thêm nhiệm vụ chính tuyến nha các bạn. Nên các bạn lưu ý cái đoạn này nhá. Và các bạn cũng lưu ý là chúng ta cần phải có đồng đội các bạn ạ. Đây này, ví dụ như mỗi một lần mà đi cày cấp này không có đồng đội cày lâu thực sự luôn. Thì mình thấy cái nhiệm vụ tuần hoàn này này, thì level càng cao thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều XP. Thì cho nên là mình sẽ để cuối mình làm. Còn cái bí cảnh này này thì mình sẽ gọi là đi phụ bản tự ghép trước đi. Không biết có ai đi không? Có luôn này. Giao đấy, giao thế giới luôn nha. Ok, bạn này mới level 15 này. Biết vào cái đấy đấm được cái gì không đây. Rồi, thêm một ông nữa level 14 ạ. Rồi, vào luôn. Let's go. Mình thấy cái môn phái tuột ảnh này đánh đấm khá là ngon đấy các bạn. Skill chiến thức trông đẹp phết đấy. Rồi, đây rồi. Múc thôi. Dã luôn.
Úi rồi, skill có phải gọi là khủng khiếp với các bạn. Rồi luôn, rồi luôn. Thôi chắc tí nữa mình phải cho về bộ skin cũ của mình cơ. Cái bộ này cánh bướm trông bê đê quá. Ui, mỗi lần thấy con dế là mình kiểu bị sợn ra gà ấy. Tại vì ngày xưa có một lần mình đang nằm trên giường, con dế nó bò thẳng ở phía mình luôn. Cái lúc đấy bố mình cầm tay gạt phèo mất ra. Hê luôn. À trời, đợt đấy nằm cái chiếu nó còn hở hở ấy. Cảm giác nó bò bên dưới giường không? Nó bò mình thấy bảo ui, giáp giáp ở bắp tay này. Ai ngờ đâu lúc sau nó bò lên luôn. Vai nồi thật sợ, kinh khủng. Rồi, nhưng không sao, bây giờ mình đã trả thù nó nha các bạn. Mình đang chờ skill nộ. Ui, nhưng mà chưa kịp thì mình đã thắng rồi. Dùng luôn một cái dương này. Dùng luôn. Ok. Mở thẻ. Bạn nhanh cái. Tham gia phụ bản yếu thảo nghi 2 lần. Hoàn thành, nhận thưởng. Ô, mình chuẩn bị làm sang nhiệm vụ phụ đây. Diệt 200 quái. Giao nhanh. À, mình quên mất, đó chính là mình chưa rời đội các bạn ạ. Mình sẽ đi nâng cấp cho sùng vật phát. Yo, linh thú này. Nuôi, thân mật. Ui, mỗi một lần là cái quả này thân mật nó sẽ khác nhau như các bạn. Ui, thế thành ra là hên xui phết đấy. Nếu như các bạn chọn vào những cái đồ ăn mà nó tăng nhiều thân mật ấy thì nó lên nhanh. Còn nếu như bạn đen chọn vào mấy cái quả mà con này nó không thích ấy thì kiểu gì nó cũng sẽ lên chậm hơn nha. Ô, các bạn lưu ý cái điểm đấy nhá. Các bạn này, Tiểu Châu xin chào luôn này. Ui, hello bạn nhé. Được đấy, xinh gái đấy các bạn ơi. Perfect, perfect luôn. Xác định luôn, chọn quả khung này nhìn cho nó chất lượng nhỉ. Ngày lễ, đang có sự kiện diễn ra. Nhận luôn. Rồi, một số cái vật phẩm cần thiết đây. Dùng luôn này. Nhận luôn, nhận luôn. Dùng hết. À, đây là mình có 6 cái thôi. Thì mình thiếu 4 cái nữa là mình có thể x10. Thôi, cứ để chờ đến x10 cho các bạn thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì lại ra nó sẽ cao hơn cho các bạn thôi. Kỹ năng này, đề cử luôn. Đó. Rồi, tiếp tục phải đi phụ bản này các bạn ơi. Nó lên level 30 phát. Vô đi bạn đi. Ôi, chiến rồi. Ôi kìa. Chiến này, chiến này. Ô hay, ảo thế nhở. Rời đội luôn vậy. Ui, có 3 bạn à. Chiến luôn. Sợ quá hay gì. Toàn những ông level 30, có mỗi mình 26 thì không sao cả nha. Chơi được hết nè các bạn ơi. Ok, múc luôn nha. Rồi. Ây à. Khốn phết. Ây à. Skill gì đây nhở. Ok, bỏ cái này đi xem nào. Bỏ cái này đi xem nào. Ui, đúng là cái bí ảnh này nó ảo ma camera thực sự luôn. Cái tên nó lên tất cả luôn nha. Rồi luôn này. Nhưng mà skill của mấy đồng đội mình cũng khỏe phết. Đánh cũng dễ, mới tội là chờ nó hồi quái ra hơi lâu nha. Bây giờ mới được có 42% thôi. 58% nữa mình xong cái phụ bản này cơ các bạn ơi. À, lên 100% nữa thì khả năng cao là mình sẽ lên được level 28 đấy các bạn. Thế là vẫn còn phải đi phụ bản thêm một lần nữa thì mình có thể lên được level 30 nha. Đây rồi, tiếp tục chiến. Ui, nốt đàn quái này. Được bao nhiêu? Ơ, lại tiếp tục ạ. Ảo thật đấy, nhiều đoạn phim đấy nhỉ. Rồi đây rồi, boss đây rồi các bạn ơi. Chiến hôm nay là khả năng cao là mình sẽ lên được level 28 này. Ui, đời đời. Ui, xịn đâu. Ui, thắng rồi các bạn ơi. Được luôn, được luôn. Ngon, 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 ngon. Ui, được thêm cả một mảnh linh trận này các bạn này. Được đấy. Ui, hai mảnh luôn ạ. Ui, nhìn giống ra xua nhỉ các bạn nhỉ. Tiếp tục đi, ghép phát nữa đi. Xem là có ai tham gia nữa không nhỉ. Làm nốt phát nữa. Đấy, ui, diệt con boss phát mình lên luôn khoảng 40% của cái quả level 28 luôn nha các bạn. Thế này thì chỉ cần đánh thêm một lần nữa thôi là mình sẽ lên level 30 nha. Rồi, tiếp tục đi. Làm thêm một lần phụ bản nữa đây. Đây rồi, perfect, perfect nha. Chiến tiếp. Ui dồi ôi, lần này đông hơn rồi. Đội của mình bây giờ 4-5 ông vào đánh luôn kìa. Bỏ nhau mình ít thấy ông nào chơi cung nhở. Đây đây, có phải ông này chơi cung ta. Các bạn có nhìn thấy skill phái tuyệt này của mình đỉnh không? Đấy, trông cũng ra gì phết đấy. Giống kiểu sát thủ các bạn. Watch select phết. Đấy, có ông kia chơi cung nhở. Đó, cầm cung bắn cũng khá gắt. Cái là cung thì tầm xa đánh thì trên quái thì thôi rồi. Tốc độ đánh nhanh, nó bắn ác chiến thật. Nhưng mà không sao, môn phái tuyệt ảnh này của mình thì cái tầm đánh của nó cũng ổn nha các bạn. Lao đến kẻ địch áp sát pha là chiến thôi rồi luôn. Dạ đi. Nhưng mà mình chưa thấy skill nộ nhỉ. Ui dồi, đánh đúng kiểu KPI vãi trưởng luôn. Mỗi ông tiêu diệt một con thế là xong rồi. Mỗi đợt nó ra khoảng 4-5 con quái thì mỗi ông chém phát là quái đi luôn các bạn ạ. Rồi, chuẩn bị lên level 30 các bạn ơi.
Chỉ còn thêm một tên quái nữa, đánh thêm con boss nữa là ok ấy. Mục luôn, nốt tên này như ra boss này. Nếu như không nhầm, tâm ma đâu. Ô, vẫn còn một tên nữa à, đây. Một tên nữa các bạn ơi. Uầy, cái ông cầm cung kia ảo thực sự ạ. Ông chưa áp sát, ông đã bắn đi hết cả mấy con kia rồi. Một tên cuối cùng. Mày này, đây rồi, boss đây rồi các bạn ơi. Tiêu diệt boss, tiêu diệt boss. Nhưng mà mình lên là vào 10 luôn rồi các bạn ơi. Mục luôn. Vạn kiếm nhất à? Được đấy chứ, được đấy chứ. Chém luôn. Nhưng mà mình là MVP này các bạn này. Ngon, oách đấy. Trông cũng được. Xịn sò con bò luôn các bạn. Dùng luôn nha. Ok, thế là mình đã lên được level 30 và tiếp tục vào làm thêm nhiệm vụ chính tuyến này các bạn. Rồi. Hôm nay ra mắt bản chính thức thì mình cũng trải nghiệm như vậy đó nha anh em. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những ngày tiếp theo nha. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để chơi game cùng với mình nhá.